Hôm nay mình sẽ đi treo hai bức tranh là Khuê Vân Các và Hoa Sen. Các bạn hãy cùng theo mình nhá. Việt Nam ơi, sống hùng thiên, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ ông cứ bố là trong khuôn viên phòng thờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại một cơ quan hành chính tại Hà Nội, chúng tôi đã chế tác hai tác phẩm. Và bên trái là Hồ Sen ở quê bác và bên phải là Khuê Vân Các. Một bên là tình yêu với quê hương đất nước, với những nỗi nhớ nhung da diết, nặng lòng với những lời ru của mẹ, với những điệu ví dặm xứ Nghệ thân thương. Và một bên là phụng sự dân tộc, đi tìm chân lý, khai sáng cho dân tộc, cho quốc gia, mà qua đó là giải phóng con người bằng tri thức và tiến bộ của thời đại. Mỗi năm chúng tôi chế tác tới hàng trăm tác phẩm, nhưng với những tác phẩm mang âm hưởng của dân tộc, chúng tôi luôn có một cảm giác bồi hồi, xúc động trong quá trình chế tác và nhất là khi treo lắp, và cảm nhận thấy công việc của mình góp một phần nhỏ vào việc giữ gìn, phát huy cái tinh thần yêu nước, và đó là những cái đức tính tốt đẹp của dân tộc ta.